Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ cách cắt mẫu đầm thời trang dáng chữ A. Mình sẽ hướng dẫn các bạn bằng công thức dễ hiểu nhất để cho các bạn mới học may, hoặc là các bạn chưa học may thì các bạn cứ xem là các bạn sẽ tự cắt được. Mẫu đầm này thì cắt cũng rất là nhanh và dễ các bạn ạ. Và các bạn yêu thích mẫu đầm này thì các bạn hãy chuẩn bị 1,5 m vải khổ rộng 150. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào thực hành các bạn nhé. Mẫu đầm này thì chúng ta sẽ cắt áo rời và váy rời, sau đó chúng ta sẽ ráp lại. Và để bắt đầu thì các bạn sẽ trải gấp đôi vải vào như thế này. Tiếp theo mình kẻ một đường thẳng để bỏ cái diềm vải và chúng ta sẽ cắt thân trước của áo. Tiếp theo thì từ đầu mép vải các bạn vào 3 cm. Cái phần này là chúng ta để mở cúc các bạn nhé. Tiếp theo chúng ta kẻ chiều dài của áo. Chiều dài của áo thì các bạn kẻ đến cái phần hạ eo nhé. Và để các bạn biết cách hạ eo chính xác và đẹp nhất thì các bạn đo từ đỉnh điểm vai của các bạn xuống đến cách bên trên rốn 5 cm nhé. Tiếp theo thì chúng ta kẻ vai. Vai thì bằng công thức vai chia 2 cộng 0,5. Mẫu váy của mình là vai 37 chia 2 cộng 0,5 bằng 19 cm. Tiếp theo thì các bạn vào cổ 11 cm và xuống cổ 10 cm. Và tiếp theo các bạn vào 10 cm và các bạn kẻ nối lên cái đường vào cổ trên 11 cm nhé. Tiếp theo thì chúng ta kẻ xuôi vai 4 cm. Và tiếp theo các bạn kẻ nối vào đường cổ. Tiếp theo thì chúng ta hạ nách. Hạ nách thì bằng công thức 1/4 ngực trừ đi 5 cm các bạn nhé. Kiểu áo này thì chúng ta hạ nách rất là ít, chứ nếu không mặc thì nó sẽ bị hở nách các bạn nhé. Tiếp theo thì chúng ta kẻ vòng ngực, tức là thân áo, thì bằng công thức 1/4 vòng ngực cộng với 3 cm. Mẫu váy của mình là ngực 84 chia cho 4 cộng với 3 bằng 24 cm. Tiếp theo từ đầu điểm vai các bạn vào 2 cm. Và các bạn kẻ thẳng song song xuống. Và từ đầu điểm vai các bạn kẻ thẳng xuống 2/3 để chúng ta lượn vòng nách. Tiếp theo thì chúng ta kẻ eo. Eo thì bằng 1/4 vòng eo cộng với 1 cm và cộng tiếp với 2 cm để may ly các bạn nhé. Mẫu váy của mình là eo 68 chia cho 4 cộng với 1 và cộng tiếp với 2 là bằng 20 cm các bạn nhé. Theo thì từ đầu đường phấn này các bạn lên 1 cm và các bạn kẻ chéo xuống như thế này. Tiếp theo thì chúng ta chia đôi cái điểm này ra và các bạn đánh dấu lại để chúng ta kẻ ly. Và các bạn kẻ lên cách cái đường thân áo này 2 cm nhé. Và chúng ta sẽ kẻ ly 2 cm bởi vì chúng ta cộng 2 cm may ly. Theo để các bạn đo từ cái đường cổ xuống đến cái đường thân áo, tức là cái đường ngực, và các bạn gióng thẳng sang bên ra cái đường nách và các bạn đánh dấu lại. Và các bạn kẻ nối thẳng vào cái đường cổ. Cái phần trên này là cái phần chúng ta sẽ cắt bỏ đi và các bạn sẽ ghi lại cái phần cắt bỏ cái phần trên này đi bao nhiêu xăng để các bạn ghi lại nhé. Và như vậy là chúng ta đã vẽ xong 2 thân trước của áo. Bây giờ thì chúng ta sẽ cắt. Công thức như vậy là có 1 cm phân may rồi thì chúng ta cứ cắt theo đường phấn như thế này. Còn nếu như các bạn thích may đường to hơn thì các bạn cộng thêm nhé. Và các bạn lưu ý là khi cắt đường khác thì các bạn có thể may to, nhưng mà riêng đường nách thì các bạn chỉ may 1 cm đổ lại thôi. Các bạn không may trên 1 cm sẽ xấu các bạn nhé. May đẹp nhất là 0,7 cm các bạn nhé. Và cái ly thì các bạn sao sang mặt bên như là mặt bên này nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cắt thân sau của áo, thì các bạn trải 2 lần vải như thế này. Tiếp theo thì từ đầu mép vải các bạn vào 2 cm để chúng ta chừa đường may khóa. Và tiếp theo thì các bạn lấy thân áo trước và các bạn đặt lên vải của thân sau. Và từ đầu mép vải các bạn lên 2 cm. Nếu như thân sau các bạn thích mặc cổ trễ thì các bạn cắt bằng thân trước, không cần lên 2 cm nữa. Và các bạn đánh dấu các điểm lại như thế này.
Như vậy là chúng ta đã vẽ xong thân sau và bây giờ thì chúng ta sẽ cắt. Và các bạn cũng kẻ ly tương tự như là thân trước nhé. Như vậy là chúng ta đã cắt xong phần áo. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cắt phần váy các bạn nhé. Các bạn gấp vải hơi xéo như thế này cho có độ xòe đẹp nhé. Tiếp theo thì chúng ta kẻ phần dài váy. Dài váy thì các bạn tính tổng váy lên và các bạn cắt phần áo rồi còn lại là phần váy nhé. Tiếp theo thì chúng ta kẻ phần eo của váy. Thì các bạn kẻ bằng phần eo của áo và cộng 1,5 cm. Bởi vì khi may thì các bạn nên đặt cái phần váy xuống dưới. Các bạn may và các bạn không kéo cái phần váy. Vì vậy nên chúng ta cộng 1,5 cm. Khi may thì nó vẫn bằng nhau nhưng mà mặc nó mới đẹp các bạn nhé. Tiếp theo thì chúng ta kẻ ống váy. Ống váy thì các bạn kẻ bằng vòng mông cộng với 10 cm nhé. Tiếp theo từ đầu ống quần các bạn lên 2 cm và các bạn kẻ chúc xuống. Tiếp theo thì chúng ta kẻ túi, các bạn vào 13 cm và các bạn xuống 3 cm. Và cái phần ngoài này các bạn xuống 4 cm và các bạn kẻ nối lại với nhau. Và như vậy là chúng ta đã vẽ xong thân trước của váy, bây giờ thì chúng ta sẽ cắt. Cái phần miệng túi chúng ta vừa kẻ thì chúng ta sẽ cắt đi sau các bạn nhé. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cắt thân sau của váy và các bạn cũng gấp xéo vải như thân trước. Và cái phần này chúng ta sẽ cắt rời ra để chúng ta may khóa. Và từ đầu mép vải các bạn cũng vào 2 cm để chúng ta chừa đường may khóa. Tiếp theo thì các bạn chỉ việc đặt váy thân trước lên vải của váy thân sau. Và chúng ta sẽ cắt theo thân trước là xong các bạn nhé. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cắt cái phần miệng túi các bạn nhé. Các bạn sẽ cắt theo cái đường phấn và bỏ đi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cắt cái vải túi các bạn nhé. Và mình sẽ nắp lại cái miệng túi để chúng ta kẻ theo cho nó dễ. Bạn kẻ chiều dài của túi là 22 cm và chiều rộng là 15 cm. Và các bạn cắt một lớp vải mỏng hơn kích thước cũng như vậy để chúng ta máy vào cho nó đỡ cộm túi các bạn nhé. Và các bạn cắt hai túi hai bên như vậy là xong nhé. Cái nắp ở miệng túi thì các bạn cắt cái chiều ngang thì bằng cái miệng túi và cái chiều rộng là 4 cm các bạn nhé. Và các bạn cắt hình như thế này nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cắt cái phần dây nơ cũng là cái phần vai áo các bạn nhé. Bạn sẽ đo cái phần bỏ đi của thân trước và thân sau bao nhiêu và cộng thêm cái phần làm nơ nữa. Các bạn sẽ đo bằng đó vải để cắt, chiều dài bằng đó vải để cắt các bạn nhé. Và chúng ta sẽ gấp đôi vải vào. Các bạn cắt chiều ngang 17 cm và chiều dài thì các bạn cắt bằng số đo của các bạn nhé. Và các bạn cắt hai mảnh vải giống nhau như vậy là xong nhé.
Vậy là chúng ta đã cắt xong mẫu váy. Tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu qua cách may để cho các bạn chưa học may, bao giờ thì các bạn sẽ dễ dàng may hơn. Bắt đầu thì chúng ta sẽ may túi quần. Các bạn sẽ đặt cái nắp quần vào miệng túi như thế này. Sau đó các bạn lấy vải túi và đặt lên như thế này. Và các bạn may theo cái đường diềm túi như thế này. Và sau khi may xong thì chúng ta sẽ cắt bỏ cái phần này đi nhé. Và sau khi may xong như thế này thì chúng ta sẽ lật cái phần này vào trong như thế này. Và như vậy là chúng ta đã may túi xong, tiếp tục chúng ta sẽ may đến phần áo các bạn nhé. Cái phần dây vai áo thì các bạn may vào và các bạn lộn ra như thế này. Tiếp theo thì các bạn đặt chéo lên thân áo như thế này. Và các bạn đặt cái độ chéo là 7 xăng thì nó khi mặc nó mới ôm vào vai các bạn nhé. Và tiếp theo thì các bạn đặt cái vải viền lên trên và các bạn may. Sau khi may xong thì chúng ta sẽ cắt cái đoạn chéo thừa này đi. May cái phần dây vai này thì có hai kiểu may, một là các bạn may thẳng không rúm như thế này, hai là các bạn may kiểu rúm vào như thế này. Các bạn may kiểu rúm như thế này thì nhìn nó sẽ trẻ trung hơn. Tiếp theo thì các bạn sẽ may cái dây để chúng ta quấn cái nơ. Có chiều dài là 9 xăng và chiều ngang là 2 xăng rưỡi các bạn nhé. Và các bạn đặt lên cái thân trước cách 2 xăng từ phần nách ra như thế này. Tiếp theo thì các bạn đặt vải viền lên và chúng ta sẽ may nhé. Sau khi may cái viền gấp vào trong rồi thì các bạn sẽ may xuống một đường như thế này khoảng 2 xăng như thế này. Và tiếp theo các bạn sẽ gấp rúm thành cái nơ như thế này và các bạn đặt sang cái thân trước như thế này. Và các bạn gấp cái dây nơ vào như thế này là xong các bạn nhé. Và các khâu tiếp theo thì chắc là dễ rồi. Các bạn sẽ may sáp áo và váy vào với nhau, sau đó các bạn may khóa là xong nhé. Và sau khi may xong thì chúng ta sẽ được mẫu đầm như thế này. Và cái phần trên vai nhìn như thế này nhưng mặc rất là ôm và không bị tụt xuống các bạn nhé. Và phần giới thiệu cắt mẫu váy của mình hôm nay đến đây là hết. Các bạn nhớ like, share, đăng ký kênh, nhấn chuông để cập nhật sớm nhất video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.